này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa biết tất cả pháp tức là pháp giới dùng pháp không danh tướng phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mượn danh tướng mà nói đây là sắc đây là thọ tưởng hành thức đây là nhãn xứ đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đây là sắc xứ đây là thanh hương vị xúc pháp xứ đây là nhãn giới đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới đây là sắc giới đây là thanh hương vị xúc pháp giới đây là nhãn thức giới đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới đây là nhãn xúc đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là nhân duyên, đây là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, đây là các pháp từ duyên sanh ra đây là vô minh, đây là hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là sắc pháp, đây chẳng phải sắc pháp đây là pháp hữu kiến đây là pháp vô kiến đây là pháp hữu lậu đây là pháp vô lậu đây là pháp hữu vi đây là pháp vô vi đây là bố thí ba la mật đa đây là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đây là bốn tịnh lự đây là bốn vô lượng bốn định vô sắc đây là bốn niệm trụ đây là bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự Tánh. Đây là chân như, đây là pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập diệt đạo, đây là tám giải thoát, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đây là tất cả pháp môn Đà La Ni, đây là tất cả pháp môn Tam Ma Điệm đây là bậc cực hỷ, đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông, đây là 10 lực Phật, đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 tám pháp Phật bất cộng. Đây là đại từ, đây là đại bi, đại hỷ, đại xả. Đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là 32 tướng đại sĩ, đây là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai bất hoàn A la hán quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.